Namaste, chào mừng các bạn đến với Yoga with Becky. Và hôm nay là 25 phút yoga trị liệu. Bài tập ngày hôm nay mình sẽ tập trung vào phần thoái vị đĩa đệm, giảm đau lưng, giảm đau phần thắt lưng của mình. Rồi, khi nào các bạn sẵn sàng, chúng ta cùng nhau bắt đầu nhé. Rồi, chúng ta bắt đầu bằng vị trí ngồi căn bản. Bạn có thể duỗi hai chân của mình về phía trước, hoặc nếu được, bắt chéo hai chân của mình vào với nhau. Thả lỏng vai, thả lỏng lưng, thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình. Nếu được, cố gắng giữ cho vị trí ngồi của mình thật thẳng. Hãy cảm nhận phần vai, gáy, cổ trên một đường thẳng là đúng. Rồi từ vị trí này, bạn xoay vai của mình về phía sau, mở ngực, mở vai. Sau đó thật chậm rãi, hai tay của mình đặt hờ trên bụng. Từ từ, ta nhắm mắt. Chúng ta hãy hướng tâm trí về lại với hơi thở. Hít vào thật sâu và thở ra thật chậm rãi. Khi hít vào, bụng phình ra và thở ra, bụng xẹp xuống. Tương tự, hít vào, bụng phình ra, thở ra, bụng xẹp xuống. Cố gắng hít thở càng sâu càng tốt. Nếu được, thở ra hãy gấp đôi hít vào. Hít vào bụng phình ra, một, hai. Thở ra bụng xẹp xuống, một, hai, ba, bốn. Lại tương tự hít vào bụng phình ra, một, hai. Thở ra bụng xẹp xuống, một, hai, ba, bốn. Lượt ba ta đi dài hơn nữa, hít vào một hai ba, thở ra một hai ba bốn năm sáu, hít vào một hai ba, bụng phình ra, thở ép bụng vào một hai ba bốn năm sáu, lần nữa hít vào một hai ba bốn, thở một hai ba bốn năm sáu bảy tám. Một thêm một lần nữa nha mọi người, hít vào một hai ba bốn, cố gắng căng tròn cơ bụng của mình ra, rồi thở ra ép bụng của mình xuống, một hai ba bốn năm sáu bảy và tám. Nếu được, bạn ngưng thở và giữ đây, tiếp tục ép sát lỗ rốn vào cột sống lưng của mình. Một, hai, ba, bốn và năm, nhẹ nhàng từ từ bạn hít thở theo khả năng của mình. Tiếp tục hít vào bụng phình ra và thở ra bụng xẹp xuống. Hít vào thật sâu và thở ra thật chậm rãi. Khi hít vào, hãy cảm nhận một làn hơi mát rượi đang len lỏi vào trong hai cánh mũi. Và khi thở ra, cảm nhận một làn hơi nóng ẩm đi ra từ hai khe mũi. Hãy thực hành hít thở theo chánh niệm. Hít vào, ta biết ta đang hít vào. Và thở ra, ta biết ta đang thở ra. Hít vào, bụng phình ra. Thở ra, bụng xẹp xuống. Hít vào bụng phình ra, nỗ lực nạp đầy dưỡng khí vào hai lá phổi. Và thở ra bụng xẹp xuống. Cố gắng tống tẩy tối đa khí cặn ra khỏi cơ thể của mình. Nào, nhẹ nhàng, bạn hai tay của mình thả lỏng trên đầu gối. Nào, thật chậm rãi, tay của mình chắp. Chà sát hai lòng bàn tay của mình vào với nhau, cho tới khi hai lòng bàn tay của mình nóng lên. Từ từ tách nhẹ hai tay áp vào hốc mắt. Sau đó bạn mở nhẹ mắt của mình ra. Hãy cảm nhận hơi ấm và nguồn năng lượng lan tỏa từ hai lòng bàn tay. Lúc này, thông qua hốc mắt của mình, hãy di chuyển nguồn năng lượng đó vào bên trong cơ thể, đánh thức và sưởi ấm cơ quan lục phủ ngũ tạng bên trong cơ thể của mình.
Thật chậm rãi, bạn vuốt dọc hai lòng bàn tay cũng như dọc khắp cơ thể, đánh thức tâm trí và bên ngoài cơ thể của mình. Tốt lắm mọi người. Nào, mình duỗi hai chân của mình về phía trước, tấp nhẹ hai chân của mình sang ngang. Sau đó bạn lắc nhẹ cổ chân, lắc nhẹ đầu gối. Tiếp theo, lắc nhẹ ngón tay, cổ tay, lắc nhẹ đầu. Thả lỏng tâm trí, thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình. Hãy để tâm trí và cơ thể của mình tập thoải mái, bước vào buổi tập. Nào, từ vị trí này hít vào, bạn gập đầu gối chân phải của mình lại. Sau đó nếu được, bạn tách chân trái của mình sang ngang. Di chuyển chân phải của mình, ép sâu vào trong đùi trái, hai mông chạm thẳng, cố gắng không nhấc mông của mình lên. Hít vào một hơi thật sâu, thả lỏng tay trái của mình xuống, bạn nâng tay phải của mình lên. Từ từ thở ra, nghiêng lườn về phía bên trái. Nào, khi nghiêng lườn, bạn sẽ cảm nhận phần lườn bên phải của mình đang được kích hoạt sâu. Tiếp tục hít vào, về chính diện. Thở ra, bạn nghiêng sâu hơn nữa, lắng nghe cơ thể của mình. Mình đi được tới đâu, mình hay tới đó ha. Nào, tương tự lần 3, hít vào, chủ yếu là bạn kết hợp thật nhịp nhàng từng hơi thở với từng cử động của mình. Nào, lượt 4, hít vào, thở ra, nghiêng sâu hơn nữa nếu được, cảm nhận phần eo, phần lườn bên phải của mình đang được kích hoạt sâu. Lượt cuối, hít vào và thở ra, nghiêng lườn hết mức có thể về phía bên trái. Nào, thật chậm rãi, từ vị trí này bạn hạ tay phải của mình xuống. Sau đó mình xoay nhẹ phần thân trên về phía bên trái ha. Nào, duỗi căng chân trái của mình về phía trước, nếu được quan sát chân trái của mình trên một đường thẳng là đúng. Hít vào thật chậm rãi, bạn đi bộ các ngón tay của mình về phía trước. Này, vừa trường vừa gập người về phía trước ha. Lưu ý mình giữ cho phần lưng của mình thật thẳng. Rồi bạn đừng gù lưng như thế này mà giữ cho lưng thẳng như thế này, bằng cách luôn luôn mở ngực, mở vai của mình ra. Rồi khi bạn gập thì bạn gập từ khớp hông. Đúng rồi, mình chỉ di chuyển phần khớp hông của mình thôi. Phần thân trên của mình vẫn giữ nguyên nha mọi người. Nâng cầm mắt nhìn về phía trước. Rồi hít sâu và thở chậm. Giữ 1, 2, cố gắng quan sát hơi thở của mình. 3, 4 và 5. Tốt lắm, hít vào, bạn đi bộ nhẹ hai tay của mình về vị trí ban đầu. Sau đó thở ra, ta đổi bên. Rồi bạn gập đầu gối chân trái, sau đó tách chân phải của mình sang ngang. Tương tự ha, hai mông của mình phải chạm thảm, không nhấc mông của mình lên. Thả lỏng tay phải, sau đó hít vào, bạn nâng tay trái của mình lên. Thở ra, nghiêng lườn về phía bên phải. Rồi tiếp tục cảm nhận phần thân trên và cơ lườn bên trái của mình đang được kích hoạt sâu. Hít vào lần 2 về chính diện. Thở ra, nếu được bạn đi sâu hơn nữa. Rồi, lưu ý không nhấc mông trái của mình lên. Hít vào về chính diện. Thở ra, mình nghiêng lườn về phía bên phải, lắng nghe cơ thể của mình. Hít vào lần 4. Thở ra, nghiêng sâu. Rồi, lần cuối, hít vào lần 5 và thở ra, bạn nghiêng về phía bên phải. Từ vị trí này, hạ tay trái của mình xuống. Rồi, sau đó mình xoay nhẹ phần thân trên về phía bên phải ha. Giữ cho chân phải của mình thật thẳng. Hít vào, nâng vai của mình lên, giữ cho lưng thẳng nha. Sau đó thở ra, bạn gập người về phía trước từ khớp hông. Đi bộ các ngón tay của mình về phía trước càng xa càng tốt. Miễn là bạn giữ cho lưng của mình thật thẳng là bạn đang làm đúng rồi. Này, vừa trường vừa gập ha. Lắng nghe cơ thể của mình. Hít sâu và thở chậm. 1, 2, 3. Tốt lắm mọi người, 4, liên tục hít thở nha. Và 5, rồi, hít vào, đi bộ hai tay của mình về chính diện. Sau đó thở ra, ta về vị trí cái bàn. Bạn áp hai lòng bàn tay của mình chạm thẳng, đi bộ nhẹ hai đầu gối của mình về phía sau. Lòng bàn tay của mình xòe rộng, các ngón tay của mình xòe rộng ra ha. Này, mình quan sát nè, cổ tay, khuỷu tay và vai trên một đường thẳng là đúng. Tiếp theo, hai tay của mình mở rộng ngang vai, hai gối của mình nên mở rộng ngang hông. Rồi hít vào một hơi thật sâu, từ vị trí này bạn trũng lưng, thật chậm rãi, nâng cằm, mở ngực, mở vai. Sau đó thở ra, bạn gù lưng, hai chân cằm của mình hướng sâu về phần ức. Cảm nhận cuộc sống lưng của mình đang được thư giãn sâu ở vị trí này. Hít vào lần 2, tiếp tục ta trũng lưng, mở ngực, mở vai.
Thở ra, bạn gù lưng siết chặt cơ bụng của mình lại nếu được, mắt nhìn xuống. Lượt ba hít vào, đúng rồi, mở vai của mình ra, và bạn thở ra. Bốn hít vào sâu, rũn lưng, thở ra chậm rãi. Này, và lượt cuối là năm hít vào, bạn rũn lưng, và thở ra, bạn gù lưng của mình lên. Này, nhẹ nhàng trả lưng của mình về chính diện. Tiếp tục hít vào, bạn ấn mũi chân phải của mình để mình giữ thăng bằng. Sau đó nhấc chân trái, đồng thời duỗi căng chân trái của mình về phía sau. Hít vào, duỗi căng tay phải của mình về phía trước, và thở ra, bạn giữ đây. Liên tục hít sâu và thở chậm. Nếu được căng duỗi tay phải và chân trái của mình càng nhiều càng tốt. Cảm nhận phần lưng của mình đang được kích hoạt sâu. Giữ 1, 2, 3, 4 và 5. Thở ra, bạn hạ tay, hạ đầu gối. Ta đổi bên ha. Hít vào, bạn nâng chân phải, duỗi căng chân phải của mình về phía sau. Thở ra, bạn căng tay trái của mình về phía trước. Này, giữ đây. Hít thở 1, 2, 3, 4 và 5. Thở ra, bạn thoát thế. Tương tự, ta đi lặp lại như vậy thêm 4 lượt nữa. Hít vào, bạn nâng tay phải, duỗi căng chân trái, siết chặt cơ bụng của mình nếu được. Sau đó thở ra, hạ tay và chân xuống, ta đổi bên. Hít vào, nâng tay trái, căng chân phải của mình ra. Thở ra, thoát thế. Lượt 3, hít vào, lên. Thở, bạn hạ. Hít vào, lên, đổi tay. Thở, hạ xuống. Lượt 4, hít vào. Thở ra. Hít vào. Thở ra. Tốt lắm mọi người. Lượt cuối, hít vào. Tay phải, chân trái, căng duỗi và bạn giữ đây. 1, 2, 3, 4 và 5, thở ra, ta đổi bên, tay trái và chân phải căng duỗi, tiếp tục giữ 1, 2, 3, 4 và 5. Tốt lắm mọi người, đó nhẹ nhàng, bạn hạ tay trái, hạ đầu gối chân phải của mình xuống. Đồng thời, bạn bắt chéo hai chân của mình về với nhau, rồi mình tách hai gối của mình sang ngang. Lúc này đi bộ hai tay của mình về phía sau, hạ cho mông của mình chạm thảm, tôi về lại tư thế ngồi ban đầu. Này, ở tư thế này tay của mình đặt trên đầu gối nè, giữ cho lưng của mình thật thẳng. Này, hít vòng hơi thật sâu, mình không di chuyển phần thân dưới nè, lúc này mình chỉ di chuyển phần cổ và phần đầu của mình thôi. Nhẹ nhàng, bạn ngã cổ của mình về phía sau, nâng cằm lên. Sau đó thở ra thật chậm rãi, bạn gập cổ về phía trước cho cằm hướng về phần ức luôn. Lượt 2, hít vào, cố gắng giữ cho lưng của mình thật thẳng nha mọi người. Thở ra. Này, hãy cảm nhận phần cơ cổ của mình đang được thư giãn sâu ở đây. Hít vào lần 3. Thở ra. Hãy kết hợp thật nhịp nhàng hơi thở với từng cử động của mình. Lần 4, hít vào. Bạn biết bạn đang hít vào. Ngã cổ về phía sau. Ta biết bạn đang ngã cổ về phía sau. Thở ra. Bạn biết bạn đang thở ra. Từ từ gập cổ về phía trước. Ta biết ta đang gập cổ về phía trước. Này, tiếp tục thực hành theo chánh niệm. Lượt cuối hít vào, ngã cổ của mình về phía sau. Và bạn giữ tay. Hít thở 1, 2, 3, 4 và 5. Thở ra, bạn gập cổ về phía trước. Này, tiếp tục giữ cảm nhận sức căng ở phần gáy cổ của mình. Giữ 3, hít thở 4 và 5. Nhẹ nhàng bạn xoay cổ của mình từ trái sang phải hoặc từ phải sang trái, tùy theo mỗi người. Này, cách nào dễ với bản thân của mình thì mình chọn cách đó ha. Lắng nghe cơ thể. Cơ thể của mình là người thầy quan trọng nhất, vĩ đại nhất của mình. Luôn luôn lắng nghe cơ thể. Sau đó ta xoay theo chiều ngược lại. Xoay thật chậm rãi và mở rộng vòng xoay tối đa.
cảm nhận sự chuyển động thật nhịp nhàng. Lắng nghe hơi thở, lắng nghe âm thanh của cơ thể mình. Nói nhẹ nhàng bạn trả cổ của mình về chính diện, sau đó mình mở mắt của mình ra, hai tay của mình chắp trước ngực. Hít vào hơi thật sâu, hai tay của mình căng lên. Sau đó thở ra thật chậm rãi, nếu được, bạn di chuyển hai tay của mình về phía sau đầu, thả lỏng phần vai của mình. Lúc nãy kích hoạt sâu phần vai và phần thắt bên dưới của mình ở đây. Này hít vào về chính diện, sau đó thở ra bạn tách hai tay của mình ngang vai. Thật chậm rãi mở hai tay của mình ra, rồi mở vai đồng thời đẩy ngực của mình về phía trước, ta trũng lưng. Hít vào hơi thật sâu, bạn gù lưng của mình về phía sau ha. Rồi cuộn lưng hai tay của mình vòng về phía trước. Tương tự lần hai, hít vào, tay của mình mở mạnh về phía sau trũng lưng. Thở ra gù lưng. Rồi lần ba, hít vào di chuyển thật nhịp nhàng. Thở ra. Lần bốn, hít vào thư giãn sâu cơ thể của mình. Thở ra. Tốt lắm mọi người. Và lực cuối nha. Hít vào. Và thở ra. Gù lưng của mình về phía sau này. Cuộn vai của mình về phía trước. Hai tay của mình căng về phía trước. Hít vào. Giữ cho lưng thẳng. Hai tay của mình vươn lên khỏi đầu. Và thở ra. Hai tay của mình vòng về phía sau. Lúc này bạn đang xen cái ngón tay. Căng duỗi hai tay của mình hết mức có thể. Thóp chặt cơ bụng của mình lại. Mở ngực mở vai. Hít vào. Nâng cằm lên. Và thở ra bằng cúi gập người của mình về phía trước. Nếu được, hai tay của mình nâng lên. Rồi thả lỏng cổ, thả lỏng vai. Rồi một lưu ý là mình không nhấc mông của mình lên. Giữ đây. 1, 2, 3, 4. Tốt lắm mọi người. Và 5, nhẹ nhàng, bạn thoát tay. Rồi đi bộ hai tay của mình về phía trước. Ta thả lỏng tư thế em bé. Bạn tách hai gối của mình sang ngang. Ngón chân cái của mình chạm vào nhau, sau đó đẩy hông của mình về phía sau. Mông chạm gót chân, trán chạm thảm. Điều phối lại hơi thở. Lắng nghe hơi thở của mình. Hít vào thật sâu. Thở ra thật chậm rãi. Và lúc này hãy hướng hơi thở tới vùng đĩa đệm, vùng thắt lưng dưới của mình. Hãy dùng hơi thở để xoa dịu nếu bạn thấy căng và mỏi ở vị trí đó. Hãy nương theo hơi thở của mình. Tiếp tục hít sâu và thở ra chậm rãi. Khi hít vào, hãy cảm nhận sự khoan khoái. Và khi thở ra, hãy cảm nhận sự thư giãn sâu. Khi hít vào, hãy suy nghĩ về những điều tích cực. Và khi thở ra, bạn hãy loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực ra khỏi cơ thể của mình, ra khỏi tâm trí của mình. Này, tốt lắm mọi người. Hít vào nhẹ nhàng, bạn nâng vai, nâng hông của mình lên. Sau đó thở ra thật chậm rãi, ta tìm cách hạ bụng của mình áp thảm. Rồi mình duỗi căng hai chân của mình về phía trước. Lúc này bạn đặt khuỷu tay của mình ngay dưới phần vai của mình ha. Mình quan sát cho cổ tay, khuỷu tay của mình trên một đường thẳng. Sau đó khuỷu tay và vai của mình trên một đường thẳng. Rồi từ từ vị trí này bạn lực dồn vào hai khuỷu tay. Thật chậm rãi ngã đầu ngã vai của mình về phía sau. Nếu được bạn ấn mạnh phần hông của mình xuống thảm. Rồi hướng tâm trí về vùng thắt lưng, cảm nhận phần thắt lưng của mình, phần đĩa đệm dưới của mình. Rồi và giữ đây, hít thở, tiếp tục hướng hơi thở tới vùng này. Dùng hơi thở để xoa dịu và làm giảm cơn đau của mình. Rồi liên tục nếu được bạn nhấn hông của mình. Một, hít thở, hái. 3, 4, tốt lắm, và 5, nhẹ nhàng, bạn hạ bụng của mình áp thẳng. Rồi từ từ bạn trượt hai tay của mình về ngang ngực, ta vào tư thế rắn hổ mang.
Lúc này hai chân của mình ép sát vào với nhau, duỗi mạnh ngón chân của mình về phía sau. Bạn nâng cằm, nâng vai, giữ đây, lựa chọn số 1. Hoặc lựa chọn số 2, ta về tư thế chó ngửa mặt luôn. Bằng cách bạn duỗi căng khuỷu tay, tiếp tục ngã vai của mình về phía sau. Rồi một lần nữa nhấn hông của mình xuống, tiếp tục cảm nhận phần thắt lưng dưới của mình. Giữ 1, hít thở 2, 3, tốt lắm mọi người, 4 và 5. Lại hít vào, bạn nâng hông của mình lên, thở ra thật chậm rãi, gập đầu gối chân phải nè, đặt chân phải của mình về giữa hai tay. Sau đó hai tay của mình đi bộ về phía trước, bạn chồng hai khuỷu tay của mình lên, trán chạm thảm hoặc trán chạm khuỷu tay của mình. Nào thả lỏng phần thắt lưng và giữ đây. Liên tục, nếu được bạn nhấn cái phần hông trái của mình xuống ha, giữ cho hai hông của mình trên một đường thẳng là đúng. Nào tiếp tục thư giãn sâu phần thắt lưng. Hít thở 1, 2, 3, 4, tốt lắm, và 5. Hít vào, nâng cằm, nâng vai, thở ra ta đổi bên. Này, tương tự bạn rút đầu gối chân phải của mình về phía sau, gập đầu gối chân trái đặt giữa hai tay. Sau đó chồng hai khuỷu tay của mình lên nhau, trán chạm thẳng và giữ đây. Thả lỏng phần vai, thả lỏng phần gáy, thả lỏng phần hông. Liên tục mình nhấn hông phải của mình xuống, hai hông trên một đường thẳng là đúng. Hít thở 1, 2, 3, 4, 5. Hít vào, nâng cằm, nâng vai của mình lên. Này, thở ra, bạn nâng hông và rút đầu gối chân trái của mình về. Này, nhẹ nhàng, theo cách riêng của mỗi người, ta xoay người và nằm áp lưng của mình xuống thảm. Tư thế nằm thật là thoải mái. Bạn hãy cảm nhận phần thắt lưng dưới của mình đang tiếp xúc sâu với mặt thảm. Nếu được thắt chặt cơ bụng của mình lại ép sâu lỗ rốn vào cột sống lưng. Cố gắng không tạo khoảng trống giữa phần thắt lưng dưới và thảm của mình ha. Này, vẫn giữ gối của mình gặp hai tay của mình xuôi theo thân. Giữ đây 1. Liên tục ép mạnh phần thắt lưng dưới của mình xuống. Toàn bộ bản lưng của mình phải tiếp xúc sâu với mặt thảm. 2. Cảm nhận mẹ mặt đất đang ở dưới lưng của mình. 3. Hít thở. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tốt lắm. Và 10. Rồi hít vào từ từ. Bạn nâng chân phải của mình lên. Sau đó hai tay của mình nắm lấy gối, kéo mạnh gối của mình hướng về phía ngực. Duỗi nhẹ chân trái của mình về phía trước, ta vào vị trí ống bể. Rồi từ vị trí này bạn nâng đầu, nâng vai, nếu được kéo mạnh gối của mình hướng về phía cằm luôn. Rồi giữ thầy, tiếp tục bạn cảm nhận phần thắt lưng dưới của mình ha, đang tiếp xúc sâu với mặt thảm. Rồi đây là một cách rất là tốt để mình tăng cường sức mạnh cho phần thắt lưng dưới của mình, giảm các cơn đau ở phần thoái vị đĩa đệm của mình. Rồi, làm mạnh cái phần đĩa đệm của mình lên. 3, hít thở, 4, tốt lắm. Và 5, nhẹ nhàng hạ đầu, hạ vai của mình xuống. Tiếp tục bạn dùng tay trái, bạn kéo gối phải của mình về phía bên trái. Sắn phần thân trên của mình về phía bên trái. Hai tay của mình, tay phải của mình xuôi theo thân. Đầu của bạn xoay về phía bên phải. Thư giãn sâu phần thắt lưng dưới ở đây. 1, hít thở. 2, 3, 4, tốt lắm mọi người. Và 5, lại hít vào về chính diện. Thở ra, bạn đổi bên, tư thế ống bể bên trái. Lại tay của mình nắm lấy gối trái, kéo mạnh về phía ngực. Sau đó từ từ bạn nâng đầu, nâng vai của mình lên, giữ đây. Cầm hướng về phía đầu gối chân trái của mình nếu được. 1, hít thở. 2, 3, 4, đúng rồi, và 5, thở ra, hạ đầu của mình xuống. Rồi,
Mình bắt chéo chân trái về phía bên phải, sắn về phía bên phải, mắt nhìn qua vai trái. Lưu ý ở vị trí này, hai vai của bạn nên tiếp xúc với thảm của mình ha, không nhấc vai của mình lên. Rồi, tiếp tục thư giãn phần thắt lưng dưới, phần cột sống lưng của mình. Hai, tốt lắm, ba, bốn và năm. Này, hít vào về chính diện. Thở ra bằng gập hai gối, áp hai lòng bàn chân của mình và thảm. Hai tay của mình xuôi theo thân. Hít vào, ta vào vị trí cây cầu này, bạn nâng hông của mình lên. Này, ở tư thế cây cầu, nếu được hông của mình cao hơn tim ha. Hông càng cao càng tốt. Này, tiếp tục mình cảm nhận phần thắt lưng dưới ở đây. Đồng thời, bạn khóc chặt cơ bụng của mình lại. Cảm nhận phần bụng của mình là một tấm phản. Này, siết chặt cơ bụng. Giữ 1, 2, 3, 4 và 5. Thở ra, hạ lưng của mình xuống. Này, nâng hai gối, tay của mình nắm lấy hai ngón chân cái. Này, nhẹ nhàng, bạn lăn lưng trái phải, tư thế em bé hạnh phúc. Thả lỏng vai, thả lỏng lưng, thả lỏng hông, thả lỏng gối. Thả lỏng ngón chân, thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình. Rồi, vừa thư giãn, vừa nhẩm trong đầu của mình. Ta khỏe mạnh, ta hạnh phúc, ta bình an. Hoặc bạn có thể dùng bất cứ nhân xưng nào mình thấy gần gũi nhất nha. Mình khỏe mạnh, mình hạnh phúc, mình bình an. Mình khỏe mạnh, mình hạnh phúc, mình bình an. Mình khỏe mạnh, mình hạnh phúc, mình bình an. Mình khỏe mạnh, mình hạnh phúc, mình bình an. Tốt lắm mọi người, rất là nhẹ nhàng, bạn thoát thế. Rồi, xoay người của mình về một bên, nâng vai. Và ta trở về vị trí ngồi. Thả lỏng toàn bộ cơ thể của mình. Bài tập này bạn có thể thực hành mỗi ngày để mình giải tỏa cơn đau ở phần thắt lưng dưới và phần dĩ đệm của mình. Này, bài tập của chúng ta đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã tham gia lớp ngày hôm nay. Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, mời bạn đăng ký kênh của mình để cập nhật liên tục các bài tập mới nhé. Namaste, chúc các bạn một ngày vui.